Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hãng hàng không giá rẻ Vietjet đối mặt với khoản bồi thường lớn khi thua kiện trong vụ tranh chấp thương mại quốc tế. Ngày 6 tháng 8, BBC Tiếng Việt có bài, Vietjet thua kiện trong vụ thuê máy bay, phải bồi thường 180 triệu đô la. Theo đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet vừa thua kiện trong vụ tranh chấp thương mại với công ty cho thuê máy bay FWA có trụ sở tại Anh đối mặt với khoản bồi thường 180 triệu đô la cũng như phải trả lại 4 máy bay, theo phán quyết của Tòa Thượng phẩm Anh Quốc ngày 31 tháng 7. Vụ tranh chấp đã diễn ra trong một thời gian dài tại các tòa án ở London, Singapore và Hà Nội, kể từ khi công ty FWA đệ trình kiện việc Vietjet ký thuê 4 máy bay Airbus, nhưng nhiều lần trễ hạn thanh toán trong năm 2021. Và đây là hình bài trên BBC. AFA cho biết, theo hồ sơ tòa án, Đơn khởi kiện của FWA được nộp vào ngày 26 tháng 8 năm 2022 và Vietjet đã nộp giải trình vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. Trong đơn giải trình, Vietjet cho rằng việc các bên cho thuê bán máy bay cho công ty mới và chấm dứt hợp đồng thuê dài hạn ổn định đang có là không hợp lệ. Vào thời điểm đó, Vietjet cho rằng việc chậm thanh toán tiền thuê là bình thường do ảnh hưởng của đại dịch và của việc áp dụng phong tỏa của các quốc gia dẫn đến việc hãng phải tạm ngưng hoạt động. AFA cho hay công ty FWA sau đó đã thu hồi bốn máy bay Airbus A321 và thay đổi đăng ký của bốn chiếc này từ Việt Nam sang Jersey, một hòn đảo nằm ngoài khơi vùng biển giữa Pháp và Anh. Tuy nhiên, việc xét từ chối công nhận tính hợp lệ của các thông báo chấm dứt cho thuê đồng thời giữ quyền sở hữu các máy bay và tiếp tục khai thác trong năm 2022 tới tháng 2 năm 2024, trong một phiên tranh tụng trực tuyến, công ty FWA cáo buộc Vietjet tìm cách cản trở quá trình thu nợ, thu hồi máy bay bằng cách can thiệp nhằm ngăn chặn việc đưa một trong số bốn chiếc ra khỏi Việt Nam. BBC trích một văn bản phản hồi của Vietjet gửi qua email vào tháng 2 năm 2024 nói rằng FWA là một quỹ cần cần và FWA không thể thực hiện các quy định xuất khẩu tại Việt Nam không tuân thủ luật pháp dẫn đến gây ra các lỗi rất cơ bản. Và đây là hình máy bay Airbus A321 của hãng Vietjet đang khai thác. Hãng có khả năng tài chính nhiều lần đề nghị tiếp tục trả tiền thuê hoặc mua lại máy bay, nhất là phục vụ cho nhu cầu của hành khách trong và sau đại dịch Covid-19, nhưng FWA không hợp tác, thông cáo của Vietjet gửi cho BVC viết. Sau phiên tòa kéo dài 2 tuần, hồi tháng 6 năm 2024 thẩm phán Simon Bickham của Tòa Thượng phẩm Anh Quốc ngày 31 tháng 7 đã ra quyết định bên cho thuê FWA thắng kiện. BBC dẫn lại phán quyết của thẩm phán Bickham nói rằng các khoản nợ không thanh toán của Vietjet là có giá trị lớn và lâu dài và rằng Vietjet đã có thể hoàn thành các nghĩa vụ của mình nhưng đã chọn không thực hiện dù biết điều này sẽ xảy ra nếu không trả. Phán quyết của Tòa Thượng thẩm Anh chỉ ra nỗ lực cản trở thu hồi máy bay của Vietjet được thể hiện rõ ràng trong lá thư gửi Bộ Giao thông Vận tải ngày 10 tháng 10 năm 2023, khi hãng hàng không giá rẻ vận động cơ quan chính phủ cản trở việc đưa máy bay ra khỏi Việt Nam. BBC cho biết các luật sư của Vietjet nhận thấy một số hiểu lầm trong phản ánh ban đầu của tòa án về các sự kiện và tình tiết quan trọng của vụ việc. Và đây là hình Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phận Hàng không Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo. Vietjet cho biết không đồng ý với kết luận rằng bên cho thuê có thể đột ngột chấm dứt không hợp lệ những hợp đồng vay, thuê, mua dài hạn, ổn định của hãng đúng vào lúc đại dịch lên tới đỉnh điểm. Hãng này viện dẫn đã thực hiện các chuyến bay đưa người ra khỏi tâm dịch và hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm, thiết bị y tế. Hãng hàng không giá rẻ này tiếp tục phản đối mọi cáo buộc của FWA, bao gồm những cáo buộc cản trở quyền sở hữu hay xuất khẩu máy bay. Tuy nhiên, việc Jess không trả lời câu hỏi của BBC về tình trạng khai thác và vị trí của bốn chiếc máy bay Airbus trong vụ tranh chấp. BBC cũng dẫn lời đại diện truyền thông của Vietjet cho biết, hãng khẳng định sẽ kháng cáo và tin tưởng vào hệ thống tòa án Anh Quốc, đồng thời chắc chắn rằng công lý sẽ chiến thắng và quyết định cuối cùng sẽ công bằng cho hãng hàng không trong phiên tòa dự kiến đưa ra vào năm 2025. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hãng hàng không giá rẻ Vietjet đối mặt với khoản bồi thường lớn khi thua kiện trong vụ tranh chấp thương mại quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu mắc bệnh lạ sắp qua đời. Cách đây gần 3 tháng, thời báo chấm đê đã đăng tin rò rỉ từ nội bộ với tựa đề Nguyễn Quốc Triệu bị nhiễm virus lạ giống Trần Đại Quang. Ngày 5 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm biết, ông Nguyễn Quốc Triệu, nguyên trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, đã phải nhập viện Bệnh viện Bạch Mai với triệu chứng sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, bạch cầu cao, cơ thể mệt mỏi. Và đây là hình bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu. Hồi ông Trần Đại Quang qua đời tháng 9 năm 2018, tờ VN Express chích lời ông Nguyễn Quốc Triệu Trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương nói rằng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7 năm 2017 và đi Nhật chữa trị. Từ đó đến khi qua đời, ông đã trải qua 6 lần điều trị tại Nhật Bản. Các bác sĩ chẩn đoán ông mắc loại virus hiếm và độc hại. Bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian. Cũng theo nguồn tin nội bộ, ông Triệu bị nhiễm virus lạ giống chủng virus gây ra cái chết của ông Trần Đại Quang. Mới đây, nguồn tin nội bộ cho biết thêm như sau: Sau thời gian dài chăm sóc sức khỏe cho cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thành, cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Quốc Triệu đã bị nhiễm virus hiếm và độc lạ. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của ông ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Gia đình ông Triệu cho biết, nhiều lần xét nghiệm máu và sinh thiết đều không phát hiện ra căn nguyên gây bệnh. Triệu chứng bệnh của ông Triệu giống của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang và cố bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thành. Cơ thể teo tớp và cổ họng phình to ra, hồng cầu tiêu hao vô căn, các lần ghép tủy đều thất bại. Và đây là hình cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau cái chết đầy uẩn khuất của ông Nguyễn Bá Thành và ông Trần Đại Quang, một số nghi vấn cho rằng có bàn tay của thế lực Nguyễn Xuân Phúc với sự hậu thuẫn không hề nhỏ của tình báo Hoa Nam và các khoản chi phí cho các phi vụ này được cho là có sự tham gia của thân Đức Nam, doanh nhân thời Đồ Bành và đại gia Đặng Văn Thành, nguyên chủ tịch ngân hàng Sa Công Bàn. Cũng vậy, có những nghi ngờ về cái chết của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cho rằng chỉ có ông Phúc mới biết rõ ai là người đứng sau thực hiện phi vụ này. Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Trần Thị Nguyệt Thu được cho là nhiều lần rỉ tai nói rằng Tô Lâm và đội công an ra tay thịt bắt trọng. Tuy nhiên, tất cả những nghi vấn kể trên đều không có bằng chứng. Ngay cả vụ việc ông Nguyễn Quốc Triệu bị nhiễm virus hiếm và độc hại cũng có nhiều nghi vấn vì ông là người nắm giữ các hồ sơ bệnh án lạ về những cái chết mờ ám đầy uẩn khúc. Ai đứng đằng sau phi vụ ám hại ông Triệu? Hiện nay, phê nhóm công an là lực lượng có quyền và thế mạnh nhất. Với tham vọng quyền lực và mê say tiền bạc, họ có thể làm tất cả mọi chuyện thậm chí tiêu diệt nhiều triệu người dân Việt nhằm đảm bảo lợi ích cá nhân của họ. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả những cái chết đầy nghi vấn kể trên đều xảy ra dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư và Tô Lâm làm Bộ trưởng Công an, ngoại trừ cái chết của Nguyễn Bá Thành. Giữa Nguyễn Quốc Triệu và Nguyễn Phú Trọng có một mối liên hệ đáng chú ý. Triệu được Trọng giới thiệu và trúng cử chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào tháng 4 năm 2024 khi ấy Trọng đang là bí thư thành ủy Hà Nội. Vào năm 2006, Trọng được bầu làm chủ tịch quốc hội, thì chỉ một năm sau, tức là năm 2007, Triệu được bầu làm bộ trưởng y tế, dù nhiệm kỳ chủ tịch ủy ban nhân dân Hà Nội vẫn còn tới 2 năm nữa. Năm 2011, Nguyễn Phú Trọng trúng cử chức tổng bí thư, đó cũng là thời điểm Nguyễn Quốc Triệu được chỉ định giữ chức trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Tức là các cán bộ cấp cao của đảng khi đi khám chữa bệnh ở đâu, uống thuốc gì, phát đồ điều trị ra sao và sức khỏe trong tình trạng như thế nào, ông Triệu đều nắm rõ. Trước khi về hưu vào tháng 6 năm 2019, ông Triệu đã đích thân chữa trị, chăm lo sức khỏe cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi bị đột quỵ hồi tháng 4 năm 2019. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu mắc bệnh lạ sắp qua đời. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.